Quý vị, ngày hôm nay thì số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam đạt mức cao nhất kể từ đầu dịch với gần 24.000 ca mắc mới, tăng hơn 2.000 ca so với ngày hôm qua. Từ hơn 8.500 ca mắc COVID-19 được phát hiện trong ngày mùng 3 Tết, số người dương tính với SARS-CoV-2 tại Việt Nam đã nhanh chóng tăng trở lại trong vài ngày gần đây. Theo dự báo của các chuyên gia thì số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam có thể sẽ còn tăng thêm trong những ngày tới khi mà mức độ giao lưu tiếp xúc của người dân cao hơn. Ví dụ tại tỉnh Nghệ An. Tại thành phố Vinh, từ ngày 29 Tết Nhâm Dần cho đến nay, số ca F0 liên tục tăng cao với hơn 2.500 ca. Ngoài việc cho phép cách ly và điều trị F0 tại nhà, thành phố đã kích hoạt các cơ sở thu dung điều trị tập trung. Tạm dừng các cái hoạt động vui chơi giải trí và các cái hoạt động lễ hội, ra soát, chấn chỉnh lại các cái biện pháp để tăng cường chặt chẽ hơn công tác quản lý các F0, F1 tại nhà, tăng cường các cái cơ sở thu dung điều trị F0 theo chỉ đạo của tỉnh. Mở rộng thêm các cái cơ sở thu dung để đáp ứng được cái yêu cầu khi các ca nhiễm tăng cao, tăng cường các hoạt động kiểm tra giám sát để thực hiện cái công tác phòng chống dịch từ công tác quản lý, công tác chỉ đạo. Từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An có gần 22.000 ca mắc COVID-19. Riêng từ ngày 28 tháng 1 năm 2022 cho đến nay có hơn 8.700 ca. Trong đó, khoảng 50% số ca có triệu chứng nhẹ. Ngành Y tế Nghệ An khuyến khích và hướng dẫn cụ thể cho các đối tượng này được cách ly, điều trị tại nhà. Hiện 6 trên 8 bệnh viện dã chiến của tỉnh Nghệ An và 100% cơ sở thu dung và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 của 21 huyện, thị, thành phố đã được kích hoạt. Lý do của dịch bệnh nó tăng đột biến này thì do tâm lý của người dân chủ quan đang tập trung chỉ đạo quyết liệt để cái việc vừa phòng chống dịch nhưng mà lại vừa phát triển kinh tế xã hội. Huyện đã chỉ đạo thực hiện cái việc đó là khoanh vùng, dập dịch, kích hoạt thêm cái trung tâm thu dung điều trị của huyện, ra soát các cái đối tượng mà không có triệu chứng mà vẫn bị bệnh thì tổ chức bố trí cho điều trị tại nhà và theo dõi tại nhà để thực hiện cái việc xử lý giảm tải cho tuyến y tế. Đẩy nhanh cái việc tiêm chủng. Cho đến thời điểm này thì đang tập trung quyết liệt để chỉ đạo thực hiện cái việc tiêm tăng cường mũi 3, phân cấp phân tầng ra. Đấy, đồng thời là các cái cơ sở thu dung tuyến huyện thì đến nay đã là khởi động và đã đi vào hoạt động là 100%. Trước đây như chúng ta biết là chúng ta đã có đến thời gian thành lập đến là khoảng đến 8 bệnh viện dã chiến. Đấy, và đã 6 bệnh viện đã đi vào hoạt động. Thì cho đến giờ cái khung nhân lực đấy, ngành y tế cũng đã hoạt động rồi. Đấy, bây giờ các đồng chí đó đã trở về hoạt động lại các đơn vị. Khi cần thiết thì chúng tôi sẽ tiếp tục là xin phép là tỉnh là kích hoạt tiếp cái hệ thống bệnh viện dã chiến. Tỉnh Nghệ An cũng gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cơ quan chính quyền địa phương về công tác chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quy định phòng chống dịch, đảm bảo thích ứng linh hoạt và an toàn. Trước tình trạng nhiều bậc phụ huynh có sự lo lắng khi con em ở bậc tiểu học quay trở lại trường trong bối cảnh dịch bệnh, hiện nay Bộ Y tế đã xây dựng lộ trình tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Trong khi chờ chính phủ phê duyệt thì các địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm vaccine cho trẻ khi có kế hoạch cụ thể. Việc tiêm chủng cho lứa tuổi từ 5 đến 11 sẽ mang lại hy vọng sớm mở cửa trường học, đón học sinh quay trở lại học trực tiếp. Có hai con nhỏ đang học bậc tiểu học. Chị Trần Ngọc Bích, quận Ba Đình, Hà Nội sẵn sàng đăng ký để hai con được tiêm vaccine. Theo chị tìm hiểu, việc tiêm vaccine cho trẻ em là cần thiết để tạo kháng thể nếu như không may bị lây nhiễm cũng bị nhẹ hơn. Tiêm vaccine là để bảo vệ cho chính sức khỏe của con chị và cho những học sinh khác. Trong bản thân tôi là tôi cũng rất là lo lắng bởi vì là các con vẫn còn ít tuổi. Cái nhận thức về cái vệ sinh các thứ thì 5K nó chưa được chuẩn. Thế nên là tôi cũng rất là lo lắng. Và sớm là mong sớm các con được tiêm để các con được đến trường. Nếu như mà việc tiêm vaccine đảm bảo an toàn cho con thì tôi rất là mong muốn để cho con được sớm tiêm vaccine. Nhiều trường trên địa bàn quận Ba Đình có tỷ lệ phụ huynh đăng ký chiếm quá bán. Tại trường trung học cơ sở Thống Nhất có trên 60% phụ huynh đồng ý tiêm cho trẻ lớp 6. Trường trung học cơ sở Thăng Long có hơn 2.000 học sinh với 4 khối lớp. Riêng khối lớp 6 có 50% phụ huynh mong muốn con được tiêm vaccine. Và nhà trường cũng rất là mong muốn là trong cái thời gian tới các con cũng được tiêm mũi 3 để đảm bảo về sức khỏe, cũng như là học sinh khối 6 của nhà trường cũng được tiêm để các con được đến trường cùng với các anh chị và các thầy cô. Đã làm rất tốt công tác tuyên truyền đến với phụ huynh học sinh
ngoài cái việc cho các con đến trường, nhưng mục tiêu cao hơn là đảm bảo cho cái công tác phòng chống dịch bệnh, và về lâu dài là cái việc đi học trở lại của các con sẽ được nhân rộng ra, không phải chỉ ở khối 6, 7, 8, 9 cho đến lớp 12 mà sẽ theo cái kỳ vọng của chính phủ. Hiện thành phố Hà Nội đã tiến hành rà soát thống kê nhóm trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Đến thời điểm này, vẫn chưa có con số cụ thể về số lượng trẻ được tiêm vaccine, cũng như ý kiến đồng tình tiêm vaccine của phụ huynh. Tuy nhiên, mọi công tác đã được chuẩn bị sẵn sàng, chờ kế hoạch của Bộ Y tế. Thành phố sẽ tiến hành triển khai sớm nhất. Sau khi thống kê, chúng tôi sẽ rà soát từng đối tượng, rồi sẽ phụ thuộc vào cái việc phân bổ vaccine cũng như là kế hoạch tiêm chủng cho cái lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi của Bộ Y tế để thực hiện nghiêm túc và sớm nhất cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi được tiêm chủng tại tất cả các điểm tiêm cố định và lưu động trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo của CDC Mỹ, dữ liệu cho thấy mỗi 1 triệu mũi vaccine được tiêm sẽ ngăn ngừa từ 80 đến 226 trường hợp trẻ em từ 5 đến 11 tuổi phải nhập viện. Kết quả nghiên cứu của Pfizer và BioNTech cũng cho hay vaccine của họ hiệu quả tới 90,7% trong chống lại SARS-CoV-2 ở trẻ trong độ tuổi trên. Hiện chính phủ quyết nghị đồng ý việc Thủ tướng cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu đối với việc mua 21,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo Bộ Y tế, liều lượng tiêm vaccine cho đối tượng này sẽ chỉ bằng 0,2 ml của người lớn. Hôm nay, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp, bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong các trường học của thành phố Hải Phòng. Tại buổi làm việc, thì Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã nhấn mạnh, sau khi phối hợp với Bộ Y tế, tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và phân tích tình hình thực tế ứng phó với dịch bệnh tại các địa phương, đặc biệt là địa phương có phát sinh dịch bệnh trong trường học. Có thể thấy là thời điểm này cần sự chỉ đạo thống nhất trong cả nước về việc đưa học sinh quay trở lại trường học. Giáo viên giảng dạy trực tiếp và có thêm thiết bị ghi hình và phát trực tuyến. Đây chính là mô hình lớp học 2 trong 1 đang được nhiều trường học tại Hải Phòng triển khai hiệu quả. Với những học sinh không thể đến trường, các em vẫn được học cùng các bạn qua trực tuyến. Tại Hải Phòng, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, từ ngày 7 tháng 2, 100% các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn đã đón học sinh trở lại học trực tiếp. Các quận huyện thực hiện rà soát, kiểm tra các điều kiện để mở cửa đón học sinh mầm non, tiểu học trở lại học trực tiếp chậm nhất vào ngày 14 tháng 2 tới đây. Thành phố Hải Phòng đã sẵn sàng cho việc mở cửa lại trường học, tổ chức dạy học trực tiếp. Có một cái sự phối hợp rất là nhịp nhàng giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Y tế trong việc mà chăm sóc này, quản lý và các cái phương án mà có thể xảy ra đối với khi mà cho các cháu đi học. Đấy, thí dụ như là phát sinh ra các cái F0, thế rồi cái số F1 tăng thì đã có các cái phương án, có các kịch bản để chúng tôi có thể giải quyết được những vấn đề này. Đấy, mà trên tinh thần là bình thường mới. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao sự mạnh mẽ, dứt khoát của Hải Phòng trong việc cho học sinh trở lại trường học tập trực tiếp theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, một lần nữa nhắc lại quan điểm về tính cần thiết, cấp bách đưa học sinh trở lại trường học và nhấn mạnh sự phù hợp trong điều kiện thực tế hiện nay khi tỷ lệ tiêm vaccine của cả nước đã đạt rất cao. Các biện pháp phòng, tránh, chữa bệnh đã có bước tiến dài. Có hai cái điều cần tránh. Một là tránh cái thận trọng đến mức thái quá. Chẳng hạn, nhưng cũng có nơi thì đưa học sinh đi học trực tiếp, nhưng mà nghiêm cấm các em là từ đầu đến cuối là không được nói chuyện với nhau. Thì đấy cũng là một cái cách mà nó rất là cực đoan, nó sẽ căng thẳng cho cả thầy cả trò. Thế nhưng mà cũng có cái nơi thì nhờ một số các biện pháp thì nó lại cũng hơi thoải mái quá. Thì tức là cả hai phía đều mà buông lỏng, chủ quan cũng không được. Mà một cách nó căng thẳng quá thì cũng không phù hợp. Trước thực trạng một số cơ sở giáo dục bố trí cho học sinh học một buổi trên ngày khiến việc chăm sóc đưa đón phụ huynh bị xáo trộn, Bộ trưởng đề nghị với những trường có điều kiện bán trú nên tổ chức cho học sinh học bán trú. Bởi theo ý kiến của các chuyên gia y tế, nguy cơ lây nhiễm khi học sinh học một buổi hay cả ngày cơ bản không khác nhau. Nhấn mạnh lại quan điểm đưa học sinh trở lại trường từng bước thận trọng, lấy an toàn sức khỏe của học sinh, giáo viên làm đầu.
nhưng theo Bộ trưởng cũng cần có sự ứng phó phù hợp để đạt được cả mục tiêu giáo dục và tạo điều kiện cho phụ huynh yên tâm trong công việc để phát triển kinh tế xã hội. Diễn biến phức tạp bất ổn của thị trường xăng dầu trong nước, chiều nay ngày 9 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc họp với các đơn vị địa phương doanh nghiệp bàn giải pháp bình ổn thị trường. Tại cuộc họp này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định doanh nghiệp xăng dầu có chức năng nhập khẩu mà không có sản lượng nhập vào trong 6 tháng sẽ bị thu hồi giấy phép, không để tình trạng trao quyền mà không làm. Ông Diên cho rằng trong lúc căng thẳng như hiện nay, không thể để tình trạng trục lợi. Nếu các đơn vị chức năng địa phương xử lý nghiêm trong tình trạng này thì thị trường sẽ ổn. Nếu các cục quản lý thị trường địa phương, sở công thương các địa phương làm ngơ hoặc làm không hết trách nhiệm cũng sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí có thể sẽ tạm đình chỉ công tác đối với những cán bộ này. Trước thực trạng một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa ngừng bán hàng với lý do thiếu nguồn cung, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì phiên họp về tình hình sản xuất, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước. Phó Thủ tướng cũng khẳng định hiện tượng hiện lượng dự trữ xăng dầu trong nước còn nhiều nên không thể thiếu nguồn cung. Chính vì vậy mà Bộ Công Thương cần nhanh chóng vào cuộc, thực hiện ngay việc thanh tra kiểm tra ở những vùng có cây xăng đóng cửa và nếu phát hiện hiện tượng găm hàng chờ tăng giá thì cần xử lý thật nghiêm minh. Theo Bộ Công Thương, hiện nay nguồn cung xăng dầu trong nước đáp ứng khoảng 75% nhu cầu thị trường, còn lại 25% là nhập khẩu. Tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn, chiếm trên 90% thị phần, việc bán hàng vẫn được duy trì liên tục từ trước Tết Nguyên đán đến nay, nên không có việc thiếu nguồn cung xăng dầu. Hầu hết các cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng là do lấy nguồn hàng từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhỏ. Ngoài ra, một số doanh nghiệp có hiện tượng hạn chế bán hàng ra để chờ tăng giá. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh, mặt hàng xăng dầu là mặt hàng dự trữ chiến lược đặc biệt quan trọng nên phải đảm bảo không được để thiếu xăng dầu và Bộ Công Thương phải thanh kiểm tra ngay các cây xăng đóng cửa và cả các đơn vị cung cấp xăng cho các cây xăng này. Chúng ta quản lý cho nó chặt chẽ và tránh cái tâm lý anh này. Cái tâm lý là cực kỳ nguy hiểm, anh này găm được ngày kia. Hôm nay một cửa hàng đóng, ngày mai hai cửa hàng đóng, đến hàng trăm cửa hàng đóng, nó khủng hoảng toàn bộ nền kinh tế. Cho nên chúng ta không xử lý các cái cửa hàng đấy. Và trên cửa hàng đấy thì phải tìm ra cái nguyên nhân cái ông cung cấp này. Thế rồi cũng phải có một đoàn đi bay vào trong đấy xem tình hình thế nào. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng khẳng định, giải pháp căn cơ vẫn là điều hành, cân đối cung cầu giữa sản xuất trong nước và nhập khẩu, đảm bảo đủ nguồn xăng dầu cho sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và an ninh năng lượng quốc gia. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính, Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước doanh nghiệp rà soát cơ chế chính sách hiện hành, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp, bởi đây là mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, lưu thông, phân phối hàng hóa và đời sống nhân dân, nên bắt buộc phải quản lý chặt chẽ và khoa học. Ngày gần đây, tình trạng khan hiếm nguồn cung xăng dầu đã xuất hiện ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như ở An Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang và Vĩnh Long, v.v. Nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa, tạm dừng hoạt động, treo bảng, hết xăng 95 hoặc bán nhỏ giọt. Thương nhân phân phối xăng dầu phản ánh là gặp khó khăn trong việc mua xăng để cung ứng cho đại lý, dẫn đến một số cửa hàng đứt nguồn xăng RON 95 và ngừng bán. Riêng tại An Giang đã có 23 cửa hàng xăng dầu đóng cửa, dù thời điểm này đang là cao điểm du lịch, nhu cầu sử dụng xăng dầu tăng cao. Tạm nghỉ, hết xăng. Những bản thông báo như thế này đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các cửa hàng xăng dầu ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Với lý do không còn xăng, một cửa hàng xăng dầu tại xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cũng vừa thông báo tạm ngừng hoạt động. Để có xăng bán trong những ngày Tết, đơn vị này đã phải điều động xe bồn cá nhân đến Cần Thơ để lấy hàng. Nhưng 3 ngày nay, bồn chứa đã cạn. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại các tỉnh như Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long. Từ hôm trước Tết tới giờ, khoảng 25-26 tới giờ. Có điện mà có, nói chung là bên công ty nói là giờ xăng 95 hiếm quá, không có nguồn. Theo Cục Quản lý Thị trường tỉnh An Giang, trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã xuất hiện tình trạng nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa, tạm ngưng hoạt động chưa đúng quy định. Toàn tỉnh có 489 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, nhưng tính từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2, đã có 23 cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở 5 huyện là Thoại Sơn, Phú Tân, Châu Thành, Châu Phú, An Phú ngừng hoạt động. Một số khác mở cửa hoạt động nhưng chỉ bán xăng E5 và dầu, bởi nguồn cung xăng A95 và A92 rất hạn chế. Nếu có thì giá cung cấp cho đại lý cũng gần bằng với giá bán ra.
Bố bốn tay đó thì mua vô nó 24.500, bán ra 24.560 đồng. Được 60 đồng đó. Rồi là bán hết rồi thôi. Rồi bữa nay điện bữa nói bảy tay mới làm việc lại mà qua bảy tay đó là tới điện ngoại thì nói đầu mối cho nó chưa có xăng. Thì thôi phải đóng cửa chứ sao vậy? Cục quản lý chợ An Giang thì kết hợp dùng cùng với sở Phật công nghệ với cục đo lường chất lượng cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra giám sát các cây xăng đóng cửa trên địa bàn. Nếu mà các cây xăng xảy ra có tình trạng đầu cơ ngâm hàng thì đoàn sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Thực tế thì các đại lý là hết xăng mà có báo với sở công thương, báo với ngành chức năng thì đây mình tuyên truyền nhắc nhở để họ kiếm nguồn cung cấp để mà phục vụ cho người tiêu dùng. Lý do được các cửa hàng đưa ra là do không có nguồn cung xăng dầu, lượng tiêu thụ xăng dầu của người tiêu dùng tăng cao do nhu cầu đi lại, không có đủ nhân lực để kinh doanh tại cửa hàng. Mặc dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng xuất hiện tình trạng này là do giá xăng dầu chưa điều chỉnh nên các cửa hàng đại lý không muốn bán vì sẽ hòa hoặc lỗ. Tuy nhiên, theo các ngành chức năng, hiện tượng trên chỉ là nhất thời và nguồn cung sẽ không bị đứt gãy.